Em Thảo giao mèo Phúc Sen gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Một bộ giao tuyệt đẹp mà đơn vị em mới rèn xong. Vào hôm nay thì em rèn xong 3 bộ. Và đây là bộ giao hàng đặt. Để bác nào mà xem video mà đang muốn đặt cái mẫu giao như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp với đơn vị em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình video này. Một bộ giao mèo hôm nay thì gồm có 3 con. Đầu tiên là bộ vỏ mun, là bộ đặc sắc nhất mà được các bác rất chi là yêu thích. Vỏ mun có nghĩa là vỏ đen, thô sơ. Tất cả làm thô sơ. Và hôm nay bác khách hàng này đặt thì qua quá trình là 10 ngày, đơn vị em đã làm được mấy con như này, tầm hơn chục con. Đấy, các bác nhìn cái vân mun này ở tay này, đây là phần bao bọc. Đấy, trong mỗi một con dao mèo này thì đơn vị em đã làm rất chi là tinh tế. Và thực sự làm một con dao mèo đẹp thì bao nhiêu cái tâm huyết là phải tập trung hết vào đây nha các bác nhé. Đây các bác nhìn con dao mèo 30 cm. Đấy, và chắc chắn là các bác cũng đang quan tâm tới bộ dao mèo hôm nay là bao nhiêu. Thì em đã chi tiết về phần lưỡi và cũng như chiều dài để các bác nhà mình tham khảo trước. Đầu tiên quan trọng nhất là con dao mèo với chất liệu nhíp thép đỏ là dòng nhíp tốt nhất. Đấy, và sống của nó thì được dày toàn bộ là 7 ly. Các bác chặt xương trâu, xương bò. Đấy, và rất nhiều video em test thử chặt sắt 6 cho các bác nhà mình xem rồi. Con này cái chiều dài lưỡi của nó là 30 cm. Làm rất chi là thanh thoát như thế này để các bác nhà mình vừa là sưu tập vừa là đi rừng đấy, vừa là sử dụng trong bếp luôn. Có những bác mua về để treo trong nhà cũng rất chi là đẹp đấy. Còn 30 cm này để báo giá luôn, con nào báo giá luôn để các bác nhà mình được biết. Với con 30 cm này thì em đang gửi từ các bác giá sẽ là 400 ngàn trên một con, sẽ bao gồm cả vỏ như thế này. Đây các bác nhìn này đấy, và với cái chất liệu vỏ mun này các bác sử dụng càng lâu thì nó càng bóng lên như là sừng trâu ấy, rất chi là đẹp. Các bác nhớ tên là vỏ mun giúp em nhé. Để khi mà các bác mà nhận hàng thì sẽ nhận là đúng vỏ mun. Bởi vì em đang làm hai mẫu mun và buộc. Đấy. Và tiếp nữa là tới con 25 cm. Đây là con 25 cm này các bác này. Vẫn với cái sống dày 7 ly. Đấy, và bụng của nó thì rơi vào tầm 5 cm đấy các bác nhé. Hơn 5 cm đấy. Đấy, và các bác nhìn cái phần lưỡi của nó thì đơn vị em làm theo đúng cổ truyền. Rất chi là đẹp. Được quấn đồng thau này và chốt đinh 3 chốt rất chi là chắc để các bác nhà mình dùng làm sao cho nó chắc chắn nhất và bền nhất. Và trên tất cả những con dao mèo đều in tên em Thảo Phúc Sen, viết tắt là FS như này các bác nhé. Đấy, với một con dao mèo 25 cm thì em đang gửi được các bác giá sẽ là 350.000. Đấy, và tiếp tới là con 20 cm. Đây là con mèo 20 cm, cũng với cái sống cực kỳ là dày như này. Đấy, và đều có vỏ hết nhé. Thì em đang gửi từ các bác giá sẽ là 300 ngàn. Đấy, vỏ của những con đây là con 20 này các bác này. Đấy, vỏ con 20, con 20 là có con vỏ nhọn nhé. Có con vỏ nhọn này các bác này. Đấy, và cái với cái giá này thì khi các bác mua một bộ thì em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Một bộ 3 cây mun. Đấy, và tiếp tục là tới bộ dao trong bếp. Bộ này em làm hàng đặt nhé các bác nhé. Đây là một bác đặt một bộ này thì hôm nay em đặt bác nào mà muốn sử dụng cứ báo em. Một bộ này gồm có 3 con, một con to là con dao phở để các bác nhà mình băm xương cứng. Đấy, con này thì giá một bộ này thì em đang gửi cho các bác giá sẽ là 500 ngàn này các bác nhé. 500 ngàn các bác nhìn này. Phải gọi là đẳng cấp luôn đấy các bác ạ. Tất cả thì đều là chất liệu thép nhíp đỏ và tay quấn đồng. Tay đè tay gỗ hương nha các bác nhé. Em còn có bộ 350. Đấy, tẹo đem cho các bác thì mình xem bộ 350 là hàng giá bình dân, được các bác rất quan tâm. Con này con thái rau, con thái rau, con lóc thịt thì các bác sử dụng con này. Đấy, một bộ này là 500 ngàn này. Đấy, và tới bộ đây là gọi là gỗ muồng nha các bác nhé. Các bác nhớ gỗ muồng, muồng thì nó sẽ quấn đồng như này, quấn đồng đây. Đấy, cái dao mèo này thì em rất ít đăng bởi vì không làm kịp để phục vụ gửi các bác. Con này là 30 cm, giá sẽ là 400. Và vỏ của nó đây. Đấy, riêng con 20 cm thì vỏ vuông như này nha các bác nhé. Đấy, con 25 cm là 350.000 này. Con này là 350. Và tới con 20 cm này thì là giá 300. Có cả vỏ nhá. Đấy, rất ưu tiên bác nào mua cả bộ của đơn vị em. Đấy, và bác nào mà đang muốn đặt hàng hay đang muốn tham khảo về bất kỳ những cái dòng dao nào của đơn vị em, hãy liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại đây. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác. Dòng dao mèo đặc sắc nhất của đơn vị em. Thì qua những clip này thì các bác đang muốn tham khảo nhiều mẫu khác nhau, các bác nhớ nhấn vào đăng ký kênh,
nhấn vào chuông để em sẽ đưa tới các bác xem những cái bộ dao mèo chất nhất trong cái mùa xuân của năm nay. Để rất cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này nhá. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.